Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng âm nhạc lớp 2, tiết 24, học hát bài Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc pháp, lời Hoàng Anh. Đây là phần lời ca của bài hát. Bài có tính chất hơi nhanh, vui. Tạm thời cô chia bài hát này làm 8 câu. Và bây giờ cô cùng các con đọc lời ca bài hát. Chú chim nhỏ dễ thương, nhạc pháp, lời Hoàng Anh. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương, mời bạn cùng hòa nhịp câu hát, chim líu lo hót theo vang lừng, chim ơi chim, mời bạn hiền cất tiếng hát, nào bạn hiền. A, à, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này, lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Trước khi vào học hát từng câu, các con hãy quan sát và lắng nghe bài hát mẫu nhé. Chuyển qua hoạt động 1, học hát. Các con hãy lắng nghe cô đàn và hát mẫu mỗi câu 2 lần. Chúng ta đi câu số 1. Lần thứ nhất. Lần thứ 2. 2, 1. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. 2, 1. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Chúng ta chuyển sang câu số 3. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. 2, 1. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát. Câu số 4. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. 2, 1. Chim điêu lo hót theo vang lừng. Các con hát nối câu 1, 2, 3, 4. 2, 1. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát, chim líu lo hót theo vang lừng. Sang câu số 5. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. 2, 1. Chim ơi chim, mời bạn hiền. Câu số 6. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. 2, 1. Cất tiếng hát, mời bạn hiền. Chuyển sang câu số 7, số 8. Giai điệu của hai câu này
giống như câu số 1, câu số 2. Nào, các con cùng ráp hai câu này nhé. Lần thứ nhất. 2, 1. Lần thứ hai. 2, 1. Các con hát nối câu 5, 6, 7, 8. 2, 1. Chim bay chim, bay bay chim, bay bay hát, bay bay chim. Ba la la la, đi đôi chú chim bay xinh xinh tư. Bay bay đi đôi chú chim bay xinh xinh tư. Các con vừa được cô hướng dẫn học hát từng câu, bây giờ các con hãy tập ráp với nhạc cả bài này nhé. Sang hoạt động 2, hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp. Các con hãy quan sát lên màn hình. Cô đánh dấu X vào chữ nào thì các con thực hiện gõ đệm theo nhịp vào chữ đó. Tuy nhiên, trong quá trình gõ đệm các con lưu ý. Với chữ nào cô đánh 2 dấu X thì các con thực hiện gõ đệm theo nhịp 2 cái. Bây giờ cô trò chúng ta cùng thực hiện gõ đệm theo nhịp cả bài nhé. 2, 1. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Mời bạn cùng hòa nhịp câu hát. Chim líu lo hót theo vang lừng. Chim ơi chim, mời bạn hiền cất tiếng hát. Nào bạn hiền. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương này. Lại đây hỡi chú chim nhỏ xinh dễ thương. Hoạt động hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp đã kết thúc tiết học của cô trò chúng ta ngày hôm nay. Cô chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau.